Vâng, đó, xin chào quý vị khán giả đã đến với giáo đường Kenny. Để thân thân mở đầu quân tâm thành ở phía bên phải. Một pha bóng đâm ra ngoài. Đi. Trong khi đó tâm thành. Số 26.
quanh sân đấu. Bóng này, bóng này. Bóng này đi. Xét đấu thứ hai, 1-4-6. Phát bóng. Thi đấu bỏ đi, bỏ bóng đi. Của bạn số 2 tiến 4-1. Đi vô. Ơi. Pha bóng. Đi vô. Lâu lâu nó bỏ cái mình.
Ba đã bắt
bay cao và đi xa của cậu Vân Tân Thần. Điểm trong 46, 12, 16. Chạy mừng tốt tổng tác lập. Điểm 13, 16. Cậu quay cậu về đi. Phát tâm lại em cậu ha chứ không. Cậu sao? Dài dài quá. Dễ tâm. Phát tâm cao đập tốt của cầu thủ số 20. Điểm cho tất cả 17 đường ra. Phản đạo rất tốt của bảo đội số 18 Quân Tân Thần. Điểm 18-13. Tay chạm dưới cho bảo đội số 18. Điểm 46-14-18. Pha đập bóng tốt của cầu thủ số 12 điểm Tân Thần 19-14. Một pha đập bóng tốt của số 2 điểm cho 15-19. Có thể tuổi tác không làm à. Đập bóng tốt. Điểm 20-15 cho Tân Thần. Bóng ngoài. Điểm cô 46 16-20. Và đập bóng tốt. Cú phạt thủ số 12. Điểm 21-16. Chúng ta đã thấy những gì đó.
phòng không có bước thấy và từ trong cơ sở đang khởi động. Điều đó chỉ là một trận cầu đơn của buổi sáng ngày hôm nay. Thì không qua lưới đội Tân Thành 24-18. Và bỏ nhỏ tốt của Xuân Tiên điểm 19-24. Và bỏ tốt của đội số 16 như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số.